giải phẫu cái dạ dày thì ra xíu chứ cả nhà ha. Được không? Thì trước tiên chúng ta thấy là dạ dày thì nhiều người anh chị có thể nói là nó giống cái chai, được không? Nó có hình cái chai và nó cũng có hình chữ gì à, đây đó ạ, thì anh chị nhìn nhìn giống nó cái chai, giống cái túi lải ha, nhưng mà chúng ta nhìn không, ta nhìn nó giống chữ gì không cả nhà, đây chữ gì, đầu thì bé, bụng thì to, xong rồi đuôi thì bé đúng không ạ? Vậy người ta thấy là dạ dày thì có hình chữ gì đúng không ạ, nằm ở bên trái đúng không ạ, bên trái ở bụng phía trên và đầu trên của dạ dày đúng không ạ, đây đầu trên của dạ dày thì nối với thực quản và cái nút này, cái van này ta nhớ nha, chúng ta học phải nhớ này, đây người ta gọi là cái van tâm vị. Vậy dạ dày là hình chữ gì, đầu trên nối với thực quản người ta gọi là tâm vị, đầu dưới đây đúng không ạ, đầu dưới của dạ dày nối với ruột non đúng không ạ, người ta gọi là nối với ruột, đầu của ruột non người ta gọi là tá tràng, và cái nối ở dưới có một cái van người ta gọi là cái van môn vị. Vậy cả nhà nhớ nè, ở dạ dày thì nối với nó là thuộc hệ ống tiêu hóa nối với thực quản đúng không ạ, qua cái gì ạ, tâm vị à, có cái van tâm vị, và ở dưới nối với ruột non là đầu tá tràng này cả nhà nha, thì người ta gọi là môn vị đúng không ạ. Thì trung bình dạ dày của một người khi mà chứa hết sức cả nhà nha, bình thường thì nó chứa tầm khoảng 0,8 đến 1 đến 2 lít nước thôi, nhưng mà khi căng hết cỡ cả nhà nha, nó có thể chứa từ 4,5 đến 5,6 lít nước cả nhà thấy không, nên là có cái dạ dày á đúng không, có thể giãn ra rất là kinh khủng, giãn ra rất là thoải mái nha, nên anh chị ăn no nó không chưa vớt dạ dày đâu, anh chị ăn thoải mái đi ha, nó có thể chứa được từ 4,5 đến 5 đến 6 lít nước nha, và cấu tạo của dạ dày cực kỳ dai, cực kỳ gì ạ, cứng, cực kỳ chắc chắn, vì nó cấu tạo bởi 5 lớp. Lớp đầu tiên là lớp thanh mạc đúng không ạ, dưới thanh mạc nó một cái tấm người ta gọi là tấm dưới thanh mạc, lớp thứ hai và bắt đầu nó đi vào lớp cơ. Thì riêng ở dạ dày có 3 loại cơ, một là cơ dọc, hai là cơ chéo, ba là cơ vòng ha. Vậy thanh mạc này đến tấm thanh mạc này, tấm dưới này, sau đó đến cơ, chúng ta có cơ dọc này đúng không, cơ chéo này và cơ vòng, ba cái cơ đấy nó đan vào với nhau để cho cái sự co bóp, cái nhu động, cái khả năng gì đàn hồi của dạ dày và co bóp của dạ dày hiệu quả nhất. Lớp thứ tư là lớp hạ niêm mạc và lớp cuối cùng là lớp niêm mạc, được chưa nhỉ? Vậy chúng ta dạ dày chúng ta sẽ có 5 lớp này, thanh mạc này, dưới thanh mạc này, cơ này, sau đến hạ niêm mạc và lớp cuối cùng là lớp niêm mạc. Thì đây, vậy nếu mà người ta bị đau, người ta bị loét mà nó bị bục dạ dày không, hoặc là loét cả luôn thành thủng dạ dày, thì có nghĩa là nó loét xuyên qua cả 5 lớp, cả 5 lớp đều bị gì, bị làm thủng rồi. Vậy có phải là một cái yếu tố hoặc một cái lối sống nó quá tệ nó mới có thể gây ra yếu tố này cả nhà nha, cực kỳ tệ đấy chứ cả nhà. Ok cả nhà nắm rõ điều này, cả nhà nhấn chữ ok. Thành sẽ cố gắng giải thích sao cho mọi người dễ hiểu nhất, đó, dễ hiểu nhất ha. Còn có thể là tháng 12 hoặc là đầu tháng 1 năm 2024, Thành sẽ giải phẫu 8 cái hệ 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 gì ạ? Hệ cơ quan. Lúc đó sẽ đi vào y khoa cho mọi người. Được không ạ? Một cái bài giải phẫu hệ tiêu hóa thôi nó tầm khoảng 200 slide. 200 slide. Ở đây là mình cô đọng những cái gì với kiến thức của mình thực tế ha, cộng với y khoa ngắn nhất một bệnh mình tóm tắt lại trong vòng 10 slide. Đúng không ạ? Nhưng Thành hỏi mọi người nha, mọi người có thấy dễ hiểu và có thấy đầy đủ và tổng quát không? À, hỏi mọi người cái coi. Còn còn khi mà mình giải thích về y khoa nha, mình giải thích về y khoa thì chắc chắn là mọi người sẽ phải tỉ mỉ hơn, sẽ rối nhiều hơn, đúng không? Sẽ rất là phức tạp nha, nhưng mà chắc mọi người chưa có hiểu đâu ha. Nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng làm những cái gì nó đơn giản nhất. Ok. Rồi, vậy ta tìm hiểu về dạ dày. Vậy bây giờ người ta sẽ cắt cái dạ dày ra, người ta giải phẫu ha. Và đây cả nhà có thể nhìn đây. Đây là cái dạ dày đây các bạn. Đây là những cái cơ vòng này cả nhà này. À, nối với thực quản, đúng không ạ? Thì đây
Chúng ta nhìn nhá, người ta cưa đôi cái dạ dày ra. Đây ta mình nhìn cái các cơ trước nha. Thực quản này, ruột non này, đây là cái những cái cơ vòng này cả nhà này. Đây ở cái bên bờ cong nhỏ này, người ta gọi là có những cái cơ dọc, và ở bờ cong lớn này cũng có cơ dọc, và sau đó ở thân dạ dày có những cái cơ này người ta gọi là cơ chéo, đúng không ạ? Vậy mình có ba loại cơ: cơ vòng, cơ dọc và cơ chéo. Nối với cái thực quản, đây là cái van tâm vị, và khi cái van này nó hở ra nó gây ra một cái hội chứng, được không? Nó y chang, nó bản chất thì đó là đường người ta nói rồi, nó không phải là hẳn là bệnh đâu, nó là hội chứng tăng gluco, được không ạ? Thì đây nó cũng không phải gọi là bệnh trào ngược đâu, mà người ta gọi là cái hội chứng trào ngược, được không? Thì cái van tâm vị nó hở này, được không ạ? Mình giải phẫu xíu nha. Ở trên đây người ta gọi là thượng vị, khu vực trên này người ta gọi là thượng vị. Vậy nếu mà mình đau thượng vị, mình loét thượng vị, mình viêm thượng vị là mình biết là cái khu trên này, được không? Ở dưới này là tá tràng, đầu của ruột non, thì nó một cái van, đây là van môn vị, đúng không ạ? Trên là thượng vị, dưới là hang vị, và hạ vị là ở dưới, ok chưa nhỉ? Vậy là người ta gọi là anh chị bị loét thượng vị là biết là loét ở trên, loét hang vị là loét ở gần cái chỗ tá tràng, hạ vị là ở khu dưới này cả nhà này, đấy chưa? Bờ cong bên ngoài to to này người ta gọi là bờ cong to, hoặc người ta gọi là bờ cong lớn. Bờ cong bên trong cái chữ gì này người ta gọi là bờ cong bé. Vậy cả nhà cứ nhớ này, có van môn vị, đúng không ạ? Van tâm vị là ở trên, môn vị là ở dưới, dưới môn vị có hang vị, có hạ vị, trên gì ạ? Tâm vị có thượng vị, có bờ cong to, có bờ cong nhỏ, có cơ vòng, có cơ dọc, đây cơ dọc này, và có cơ chéo. Ok chưa? Bao nhiêu chị hôm nay bắt đầu mình mới hiểu qua qua cầu dạ dày rồi, đúng không ạ? Hôm nay mới rồi mình mới biết. Vậy bác sĩ nói là anh bị viêm hang vị, thì mình cũng chả biết viêm hang vị ở chỗ nào. Thường thường là khi chúng ta bị viêm, nó sẽ gửi cái xung lên chỗ trên này, đó. Nó cảm giác là đau ở trên hết ha. Thì bản chất là thượng vị đã đau ở khu vực trên rồi, nhưng mà đôi khi viêm hang vị ấy nha, mình cũng cảm giác đau ở trên luôn cả nhà nha. Nhưng mà thực tế là mình đang viêm ở khu vực dưới của dạ dày, nào, khu vực dưới này gần cái gì ạ? Gần tá tràng này cả nhà này. Vậy chức năng của dạ dày là gì? Đầu tiên dạ dày sẽ co bóp, được không ạ? Trộn thức ăn. Vậy đầu tiên ở dạ dày sẽ có hai cái loại tiêu hóa. Đầu tiên là tiêu hóa cơ học, được không ạ? Như ở trên miệng chúng ta là nhai cả nhà nhé. Và lưỡi nó sẽ đảo. Và ở dạ dày nó sẽ có một cái tiêu hóa cơ học là nó sẽ nghiền, nó sẽ bóp, được không ạ? Và tiêu hóa số 2 là tiêu hóa hóa học, là nghiền và bóp để trộn cái dịch vị axit của dạ dày, và chủ yếu là axit chlorhydric HCl. Và lúc đói ha, và lúc đói nó là khoảng 1.5 đến 2.5. Đây là cái độ pH khi mà chúng ta ăn vào lỗ nghiền nát thức ăn. Bây giờ thầy hỏi cả nhà một câu này. Axit của chúng ta thấp nhất khi trước khi ăn, trong khi ăn hay là sau khi ăn? Axit dạ dày của chúng ta xuống thấp nhất lúc trước khi ăn hay trong khi ăn và sau khi ăn? Chị Thanh, chị Quyên, chị nói là trước ăn. Rồi. Chị Lê, chị nói là sau ăn. Ai có biết gì không? Có ai có biết gì không? Quay lại nha. Dịch vị axit của dạ dày trung bình dao động từ 1.5 đến 3.5. Được không? Nhưng mà nó sẽ từ 1.5 đến 2.5 tùy. Phải thành hóa cả nhà này. Vậy là nó thấp nhất khi mình chưa ăn, hay khi mình đang ăn, hay là khi mình ăn vừa xong? Ai có ý kiến gì không? Mấy chủ anh chị mà có mấy anh chị có ý kiến rồi à? Anh chị cứ đưa ra đi, đúng hay sai gì hết á. Rồi, ai có ý kiến gì không? Chú Đạt, chú nói là chưa ăn. Sang nói là chưa ăn. Thấp nhất đấy, được không? Axit thấp nhất đấy. À, axit thấp nhất đấy. Có là cái độ pH nó thấp nhất. Có là nó có tính axit á. Chị Thúy nói là trong khi ăn, cô Yến nói là sau ăn.
Thấp nhất thì sao anh? Sao anh? Ok. Rồi. Cả nhà hình dung trước xíu ha. Cái này liên quan luôn đến men vi sinh và enzyme này cả nhà này. Bình thường dạ dày của mình nó dao động từ 4, tầm 4.3 đến 4.5. Nó sẽ thấp nhất khi ăn và khi vừa ăn xong. Vì lúc này có thức ăn vào dạ dày thì dạ dày nó sẽ tiết ra axit đậm đặc nhất. Cả nhà ha. Nhà lúc đấy nó sẽ tiết ra axit dạ dày đậm đặc nhất. Nên là lúc đấy axit của dạ dày sẽ thấp nhất để nó tiêu hóa thức ăn. Nên đúng ra ta uống cái men vi sinh á, thì người ta sẽ khuyên chúng ta là lên uống trước ăn 15 phút đến 30 phút để làm sao? Để nó đỡ bị dịch vị dạ dày axit ác quá, nó tiêu diệt những con lợi khuẩn đó. Còn cái men tiêu hóa là cái enzyme á, tại sao chúng ta uống sau ăn? Để nó hòa cùng cái dịch vị để nó tiêu hóa thức ăn. Được không? Nhưng mà riêng cái DL12 probiotic của mình ha, được không ạ? Nó có probiotic, nó có prebiotic và nó có cái màng công nghệ bọc pha lê rồi. Anh chị uống trước hoặc là ngay sau khi ăn nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Ok chưa? Cả nhà hiểu này không ạ? Cả nhà hiểu này, cả nhà nhấn chữ ok. Vậy là đúng là trong ăn nó là nó tiết rồi nha. Và vừa ăn xong thì nó còn tiết nhiều nữa cả nhà ha. Rồi, và nhớ nha, cái axit này mà mình lấy ra mình rửa tay chúng ta là cháy tay luôn, bỏng tay luôn. Nhưng cái gì ạ? Cái lớp nhu lông ở cái bờ, cái cấu tạo cái tế bào của dạ dày của chúng ta nha. Được không ạ? Nó hoàn toàn chịu được với cái axit này. Cả nhà yên tâm nha, cả nhà yên tâm đi, nó không có loét được đâu. Chỉ riêng mình bị đã viêm rồi, được không? Mình bị dư axit một thời gian nửa tháng đến 1-2-3 tháng quá nhiều thì bắt đầu cái lớp niêm mạc đó nó không còn bảo vệ tốt, được không ạ? Cái dạ dày của nữa rồi thì bắt đầu chúng ta mới bị viêm thôi. Nên cả nhà cũng đừng lo cho cái anh dạ dày, được không? Không phải lo đâu, vì cơ chế cấu tạo nó gì, nó như vậy rồi. Nên nhiều anh chị, tôi sẽ nói về cái đại tràng sau. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ha, là ở trong dạ dày thì thức ăn sẽ chuyển hóa bằng cách là co bóp để làm nhỏ này, thấm axit dạ dày ra này, và bắt đầu cũng có hệ thống enzyme tiêu hóa tiết ra trong dịch vị để bắt đầu một phần nha, một phần thức ăn bắt đầu tiêu hóa ở miệng rồi, được không? Xuống dạ dày thì một phần thức ăn cũng được tiêu hóa, trong đó có nhiều nhất là enzyme pepsin, được không ạ? Enzyme pepsin và trong cái máy phân tích lượng tử sinh học của chúng ta, đúng cả nhà, có cái chỉ số pepsin ấy, thì đây chính là cái dịch vị tiết ra, nhưng mà trong đó nó có nhiều enzyme pepsin, thì enzyme pepsin mục tiêu chính là phân hủy protein, đúng không? Thành pepton, protease và polypeptide để gì, hỗ trợ hấp thu và kích thích cái quá trình hoạt động tiêu hóa collagen. Có là hầu như enzyme pepsin tiết ra để tiêu hóa thịt này. Ngoài ra một phần enzyme amylase và carbohydrate cũng được amylase hấp thụ một phần ở dạ dày cả nhà ha. Vậy ok chưa? Vậy cả nhà có hình dung được ra này. Chức năng của dạ dày là co bóp, tiết ra dịch vị, tiết ra axit và một phần tiết ra enzyme để chuyển hóa thức ăn, và nhiều nhất là thịt và một phần xíu chất béo, một vài xíu các loại vitamin và khoáng một ít và tinh bột một ít cũng bắt đầu hấp thụ và tiêu hóa ở dạ dày. Ok chưa nhỉ? Nên cả nhà có thấy được là ở trong cái chỉ số dạ dày máy lượng tử cả nhà là pepsin đấy, thì đây là pepsin đây này. Do cái gì? Do cái dịch vị dạ dày nó hòa cùng dịch dạ dày nó tiết ra thôi. Để tiêu hóa thịt thôi chứ có gì đâu. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem cái quá trình bài tiết thế nào khi chúng ta ăn trong dạ dày ha. Đầu tiên chúng ta nhớ nha, chúng ta có cái hành tủy đây, và người ta gọi cái trung khu này, người ta gọi là ở cái vùng gì ạ, vùng dưới đồi, hoặc người ta gọi là vùng hạ đồi, được không ạ? Khi bắt đầu chúng ta ăn vào, nó sẽ kích thích vào dây thần kinh X, được không ạ? Và đây đây là cái pH nha, pH, hoặc nó có chứa các lipid. Gọi là pH dưới 2 đây cả nhà. Dưới 2 thì bắt đầu tiên này này, khi dạ dày bắt đầu tiết axit, đúng không ạ? Nó sẽ kích
kích vào dây thần kinh X, được không? Và cái hành tủy là cái vùng hạ đồi ấy, bắt đầu nó sẽ tiết, tăng tiết gì? Tăng tiết ra axit, được không ạ? Tăng tiết ra axit, nó sẽ phản ứng tại chỗ luôn. Vậy ở đây chúng ta nhìn cái, nó sẽ diễn ra hai giai đoạn nha. Thành sẽ phân tích để cả nhà hiểu này. Hình này thì nó có hiểu, thành giải thích cho cả nhà hay hiểu này. Giai đoạn tiết ra axit nó diễn ra hai giai đoạn chính, được không ạ? Giai đoạn đầu tiên là nó ở thần kinh luôn nha. Nhớ này, khi đồ ăn vào miệng xuống hệ tiêu hóa thì cái mùi vị của thức ăn đó nha, nó sẽ kích thích dây thần kinh phế vị ở vùng tiểu não và cuống não, được không ạ? Người ta gọi là vùng hạ đồi cả nhà, để truyền tín hiệu gửi về hệ thần kinh trung ương. Não bộ sẽ chỉ đạo hệ tiêu hóa tiết ra khoảng 30% lượng axit của dạ dày. Vậy giai đoạn 1 là khi vừa thức ăn vào miệng xuống hệ tiêu hóa phát, cái ngon của thức ăn đó, được không? Nó đã kích thích đến hệ thần kinh trung ương là tiết ra 30% lượng axit dạ dày rồi. Đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là bắt đầu ở dạ dày. Dạ dày co bóp và nghiền nhỏ thức ăn. Tiếp theo 60% lượng axit dạ dày tiết ra. Và cuối cùng là giai đoạn 3 ở ruột. Cả nhà này, khi thức ăn đã được nghiền nát hết và đưa xuống ruột rồi, dạ dày sẽ tiết 10% còn lại đổ xuống gì? Kết hợp đẩy xuống tá tràng để tiêu hóa lốt thức ăn. Đó chính là quá trình bài tiết axit. Vậy nó sẽ ảnh hưởng bởi cái gì? Cái đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng bởi đến cái vị ngon của thức ăn. Cả nhà có đồng ý với Thành, hôm nay là cái đồ ăn nào ngon, người ta gọi là sóng ngắn và sóng dài đó nha. Đồ ăn nào ngon, mình đi qua cái nhà ai mà xào thịt phi hành thơm, mình có cảm giác cồn cào và đau dạ dày không? Cả nhà hiểu này không? Cả nhà hiểu này không? Vì lúc đó dạ dày nghĩ là bắt đầu ăn rồi, thèm ăn rồi, là lúc đó nó tiết ra axit, đúng không ạ? Và hôm nay tự nhiên mà ông xá hoặc là bà xá hoặc là mình gì ạ? Mình nấu một món ăn đúng ngon là mình sẽ ăn được nhiều hơn bình thường, đúng không cả nhà? Cả nhà hiểu Thành không ạ? Đúng chưa? Là cái số 2 nha. Rồi cái số 3 này, hôm nay mình có chuyện vui, đúng không ạ? Thần kinh trung ương vui, chúng ta ăn ngon hơn bình thường được một bát, đã chưa? Nhưng ngay từ cái giai đoạn ở hệ thần kinh thôi, mình ăn, mình xem điện thoại, hoặc là hôm nay mình buồn, mình chuẩn bị bê bữa cơm lên mà mình có chuyện buồn, mình gì? Mình cãi nhau với vợ, cãi nhau với con, cãi nhau với chồng, là mình không muốn ăn luôn. Vậy mình ăn vào nhưng mà đâu có dịch vị, dạ dày đâu có co bóp hết để tiêu hóa đâu. Vậy là gì? Không có hấp thu được, được không ạ? Và gì? Rối loạn tiêu hóa, thậm chí là gây ra viêm. Ok chưa? Cả nhà hiểu là cả nhà nhấn chuông ok. Vậy tại sao các cụ mình nói là trời đánh tránh những ăn? Ăn thì tập trung vào, ăn thì phải nghĩ đến thức ăn ngon, ăn phải nghĩ đến điều tốt, ăn phải nghĩ đúng giờ. Vì cái giai đoạn tiết ra axit nó diễn ra ba quá trình. Ngay khi nó kích thích bắt đầu thức ăn vào phát, não bộ nó kích thích rồi, thậm chí được ngửi đến mùi thức ăn thôi, nghĩ đến cái ngon thôi nó đã tiết ra rồi, đã chưa? 30%, 60% khi mà nó vào dạ dày. Vậy anh chị mà ăn thật chậm nha, đúng không ạ? Ăn mềm thì dạ dày nó sẽ đỡ mệt, nó sẽ tiết ra 60% và 10% còn lại nó sẽ tiết xuống ruột. Ok chưa cả nhà? Vậy giải thích với cả nhà là ba giai đoạn tiết axit: tiết ra ở thần kinh, tiết ra ở dạ dày và tiết ra ở ruột. Rồi, vậy ta sẽ tìm hiểu về bệnh dạ dày. Thì chúng ta chỉ có ba cái bệnh dạ dày ta thường gặp thôi, được không? Đầu tiên là viêm loét dạ dày, được không? Cái bệnh đầu tiên là bệnh viêm và loét. Đây ta có một cái lỗ thủng này, cái này này, lỗ loét này này cả nhà ha. Hai là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Ba là nhiễm vi khuẩn HP, được không? Và từ nhiễm vi khuẩn HP cộng với viêm nó sẽ gây ra ung thư dạ dày cũng có nha. Nhưng mà đây mình sẽ nói ba bệnh thường gặp thôi, là viêm dạ dày này, viêm loét này, trào ngược và nhiễm vi khuẩn HP. Vậy đầu tiên để cả nhà hình dung trước trùng thành, trào ngược dạ dày thực quản cực kỳ khó chữa.
cái triệu chứng này, cái hội chứng này cực kỳ khó chữa nếu mình không hiểu bản chất. Cả nhà nhìn nha, có nhiều người còn hở cái van môn vị, là van ở dưới này này, là ta luyết gì ạ, ta luyết cái tá tràng, được không? Mình luyết thực quản là luyết ở phần trên, luyết tá tràng là luyết phần dưới. Luyết tá tràng là do cái van môn vị, là van ở dưới hở, thì từ đó cái dịch vị dạ dày, cái axit dạ dày nó sẽ xuống dưới, nó sẽ làm luyết cái đầu tá tràng, là cái đầu của ruột non á, được không ạ? Còn cái van ở đây này, cả nhà nhìn đây này, nó sẽ điều khiển bằng, nhớ này, cái cơ của chúng ta, cái vách ngăn đó cả nhà nha, đây là cái cơ hoành, cả nhà này, cơ hoành như này, cả nhà nhìn không? Vậy cơ hoành hoạt động tốt, được không ạ? Nó sẽ đẩy nha, chúng ta nhớ này, tác động của cơ hoành sẽ ảnh hưởng trực tiếp 5-70% cái van tâm vị này, được không? Đúng không ạ? Nếu cái chỗ van này và cái cơ này mình thiếu khoáng, mình yếu, mình béo phì, được không? Nó đóng, nó không có khít cái van. Đây cái van này cả nhà, nó đóng khít đây này. Đây, khi nó đóng khít đây, nó như này, đúng không ạ? Thì cái cơ này nó phải khỏe, nó phải có bóp vào đây. Nhưng mà nó hở, nó yếu. Vậy chỉ cần mình béo phì thôi, những người béo phì này, được không? Những người mà thiếu dưỡng chất này, đúng không ạ? Thì rất dễ hở van tâm vị. Ok chưa? Vậy đầu tiên, nó có thể là do cái van tâm vị bị yếu, hoặc là nó bị hở, đúng không ạ? Vậy là do cái bản thân cái van ấy nó yếu, thậm chí là cái lực đẩy từ cái cơ hoành vào nó không có đủ, đâm ra nó gây ra hở cái van tâm vị. Từ đó bắt đầu cái axit, cái dịch dạ dày và cái những cái dịch mật đổ vào dịch vị đấy, nó trào lên đó, nó trào lên, đúng không ạ? Và từ đó nó gây ra bỏng, vì axit nó là 1.5-2 mà cả nhà, nó sẽ gây ra nuét cái thực quản này, được không ạ? Từ đó nó gây ra viêm họng, nó gây ra ho, nó gây ra khó thở, và chúng ta có cảm giác nghẹn nghẹn mà người ta gọi là khó nuốt, và để lâu thì nó sẽ gây tình trạng bỏng rát, viêm thực quản và gia tăng nguy cơ ung thư thực quản, được không? Gia tăng nguy cơ ung thư thực quản. Thì thường thường các bác sĩ thì cho chúng ta những cái thuốc để trung hòa axit, nó là những cái muối nhôm, muối magie. Vậy cái gốc ở đây để điều trị bệnh trào ngược dạ dày axit là ta phải đóng được cái van tâm vị vào. Và cái thứ hai là cơ chế tiết ra axit, được không ạ? Nó hoạt động ở trạng thái bình thường, nó không tiết ra nhiều quá mức, đúng không? Và nó cũng gì ạ? Nó cũng đóng lại được cái van tâm vị, chứ không phải là mình bị dư axit, sau đó mình trung hòa, sau đó dư axit mình cho muối vào, nó không có ok hết, nó không giải quyết được hết. Rồi cả nhà hiểu cái vấn đề trào ngược dạ dày rồi, cả nhà đến chỗ ok. Nên là ở các cụ mình hồi trước mà trào ngược dạ dày, các cụ mình nó ăn bánh mì để cho nó để cho nó hút, đúng không? Cái giải pháp này nó không có thực sự hiệu quả. Nhưng mà có một cái giải pháp, đó chính là anh chị uống nước. Khi anh chị bị trào ngược nhiều, anh chị uống nước à, uống nước nó cũng gia tăng cái nó cũng trung hòa một phần cái axit dịch vị dạ dày này ha, nhưng mà nó cũng không có giải quyết được cái gốc đâu cả nhà. Rồi cái trường hợp số 2 là viêm loét, đúng không ạ? Viêm loét dạ dày thì ta cứ xác định viêm loét thì thường thường có thể ta có thể là nguyên nhân đầu tiên, chúng ta có thể là chúng ta bị dư axit một thời gian quá dài. Hai là chúng ta ăn đồ ăn quá cứng. Cả nhà. Nên có một cái kinh nghiệm này này. Những cái gì mà răng không có nhai được thì đừng có nuốt. Vì răng đã không nghiền được rồi thì dạ dày nó rất là cực, được không? Nhưng cái xương, cái sụn, những gì là cứng á, nó dễ làm trợt những lớp niêm mạc ra. Vậy cả nhà phải hỏi họ là loét đấy là loét ở đâu? Ví dụ như là đây là loét thực quản này, đây là loét chốt tâm vị này, đây là loét chốt thượng vị chỗ trên này này, đây là loét bờ cong lớn này, đây là loét trong thành, trong lòng dạ dày này, bờ cong nhỏ này, hang vị này, loét tá tràng này. Vậy mình học cái bài này rồi, mình phải biết được là người ta bảo loét. Vậy loét này là có to không hả anh? Hay mới bắt đầu chợt viêm thôi, đúng không ạ? Thì nó phục hồi nhanh. Vậy anh vừa bị loét mà loét chả bá lửa luôn mà lại còn xuất huyết nữa,
mà còn nguy cơ thủng nữa thì nó gì ạ, nó loét và nó xuống 3 đến 4 lớp rồi đó ông ạ, rất là sợ nha cả nhà nha. Vậy mình phải xem là loét dạ dày là loét ở chỗ nào, có to không, loét sâu chưa thì mình phục hồi mới được. Còn gì ạ, ví dụ cái thuyền nó thủng vào bàn tay thì mình còn vá được ha, rồi nó thủng bằng cái gì, cái đinh còn vá được dễ nữa, nó thủng bằng cái lia thì thực phẩm chức năng nào vá được, thôi đi đi gì đi 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 bệnh viện đi đó, khâu vô vá vào chứ làm sao mà được. Ở cái bệnh cuối cùng là nhiễm vi khuẩn HP nha, tên tiếng Anh nha, do một nhà khoa học người ta tìm ra là đặt tên luôn cho ông đó là Helicobacter pylori, đúng không? Tên tiếng Anh là Helicobacter pylori, đặt là HP, đúng không ạ? Thì cái con vi khuẩn HP để nó rất là dễ, 80% những người Việt Nam chúng ta đều bị dính, vì nó hôn nhau là nó lây này, nó lây qua dịch vị nước bọt này, đúng không? Ta chấm bát mắm giống nhau là ta chấm vào đây là chúng ta bị vi khuẩn HP ngay. Vi khuẩn HP nó cũng không có sợ đâu, là cả nhà nó không sợ đâu, nhưng nó sản sinh ra một cái chất người ta gọi là chất uracil, đúng không ạ? Chất này có khả năng tấn công vào lớp niêm mạc dạ dày và làm tổn thương, đúng không ạ? Có là nó tạo, cứ quay nhìn nó tạo ra một cái chất độc, con vi khuẩn HP này nó tạo ra một cái chất độc, cái chất độc này nó làm, đúng không ạ, mất cân bằng, đúng không ạ, nó làm mòn, nó làm tổn thương cái lớp niêm mạc dạ dày, vì nó là một dạng ký sinh trùng và nó là một yếu tố lâu, đúng không ạ, gây ra tình trạng viêm huyết dạ dày nha, viêm dạ dày. Còn bản chất nó không có quá đáng sợ, nhưng nếu chúng ta viêm loét rồi thì cái nguy cơ mà gia tăng bệnh viêm thậm chí là u ha, rồi nặng hơn từ vi khuẩn HP nó sẽ cao hơn người bình thường. Ok chưa nha? Và ta nhớ nha, nó sẽ lây qua khi ta tiếp xúc nước bọt, dịch tiết đường tiêu hóa, dùng chung bát đĩa cốc nước. Ok chưa? Rồi, cái này hiểu như vậy thôi. Và cái này hình dung nó thành như sau này. Một số biến chứng của HP như sau cả nhà nha. Cả nhà phải hiểu này nha, để cả nhà đỡ sợ nha, đỡ bị người khác dọa ha. Hơn 80% viêm dạ dày khi nhiễm HP thì không có triệu chứng. Nó không gây ra triệu chứng gì, nó vẫn sống cộng sinh thôi. 15-20% nó sẽ gây ra viêm loét mãn tính. Chỉ có 1%, nhỏ hơn 1% nha, nhỏ hơn 1%, được không ạ? Khi ta nhiễm con vi khuẩn HP này nó mới gây ra ung thư dạ dày thôi. Chứ không phải là nhiễm vi khuẩn HP là ung thư dạ dày. Có nhiều người sống cả đời với nó, hơn 80% là người ta sống cả đời mà người ta gọi là viêm dạ dày mãn tính, nó cũng không có triệu chứng gì hết. Chỉ có 15-20% thì bắt đầu là gì? Nó gây ra trọt, nó gây ra teo, nó gây ra loét. Còn lại nhỏ, người ta thống kê được từng là 0.5-0.7% thôi. Là những người kết hợp với rượu, với bia, rồi lối sống quá tệ, đúng không? Ăn những cái đồ ăn nó không có khoa học đó nha. Thì nguy cơ mà nhỏ hơn 1% mà mới gây ra ung thư dạ dày nếu nhiễm vi khuẩn HP, đúng không? Mình không có bị sao, nhưng sau khi điều trị vi khuẩn HP hết, mình lại loét tiếp vì mình tống thuốc tây kháng sinh quá nhiều. Ok rồi, cả nhà hiểu điều này, cả nhà nhấn chữ ok để cả nhà gì hiểu biết thêm, tăng sự tin tưởng, đúng không? Chứ đâu có phải loạn lên đâu. Nhưng nếu mà đã loét dạ dày rồi, đúng không ạ, mà bị vi khuẩn HP, mình thành nói cả nhà một câu nha. Vậy nếu loét dạ dày và vi khuẩn HP và nhiễm vi khuẩn HP, chúng ta lên điều trị cái bệnh gì chưa? Ta nên điều trị bệnh nào chưa? Nếu bị viêm chúng ta chữa bệnh nào trước cả nhà? Rồi, trị viêm trước đi cả nhà nhé, trị viêm trước đi, đúng không? Thì chúng nó cộng sinh thôi, giống như mấy con virus là HDV, HPV, HDV, mấy con virus gây ra viêm gan đó, đúng không ạ?
thì con này nó cũng như là con ghẻ thôi mà. Dạ dày mình khỏe, dạ dày mình ok thôi, sau đó tiêu diệt nó xong. Ok chưa cả nhà? Hiểu như vậy là được rồi. Vậy dấu hiệu của bệnh dạ dày là gì? Đầu tiên một vài người thì buồn nôn. Ta trướng bụng, ta không muốn ăn. Được không? Một vài người xuất huyết tiêu hóa, đi ngoài là phân đỏ. Và ta đau cái vùng thượng vị, đau gan, đau mật thì đau bên phải của bụng bên trên. Tự nhiên ta đau cái vùng thượng vị này, đau dưới rốn này, nó chắc sẽ bên trái xíu. Được không? Thế tự nhiên khó tiêu, trào ngược ợ ra. Thì có thể đó là mình đang bị gì? Vấn đề về dạ dày cả nhà ha. Rồi, vậy biến chứng nếu mà mình không có điều trị thì như thế nào? Thì nguy cơ xuất huyết dạ dày có, hẹp cái ống môn vị ở dưới có, gây ra tình trạng viêm dạ dày mãn tính có thể gây ra loét và để lâu ra có thể thủng dạ dày. Và thấy các điều trị một vài người thủng rồi là do rượu của nhà nhé. Má ơi, rượu hầu như hấp thụ 100% ở dạ dày. Dạ dày là nơi hấp thụ duy nhất rượu nhiều nhất. Một phần nước cũng hấp thụ dạ dày nhưng mà rượu nó hấp thụ ở dạ dày nhiều lắm. Lên những ông nào uống rượu là hầu như viêm dạ dày, loét dạ dày hết. Và nếu để lâu kết hợp với một vài bị viêm cộng lối sống tào lao cộng với vi khuẩn HP thì nguy cơ ung thư dạ dày rất cao. Đâu, nguy cơ ung thư dạ dày rất cao nha. Thì đây là một vài những cái biến chứng để mình phải giải thích cho chính mình và cho khách hàng hiểu. Vậy ở nguyên nhân gây ra là gì? Ở nguyên nhân đầu tiên, đúng không ạ? Người ta sẽ thấy là thuốc lá. Ok chưa cả nhà? Nguyên nhân số 2 là thuốc tây. À, những thuốc liên quan đến corticoid, thuốc giảm viêm. Số 3 là chúng ta thấy là những cái gốc tự do để bạn ta nhiễm độc ở bên ngoài, những gốc tự do. 4 là rượu và bia, không, là yếu tố gây ra dạ dày. 5 là stress, đấy không ạ? Stress nó sẽ tạo ra hai cái, một tạo ra gốc tự do, hai là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trung khu thần kinh. Và gì ạ? Cái quá trình bài tiết axit. Nên tại sao nhiều người lắm hôm người ta stress, người ta không có ngủ được, người ta mất ngủ, người ta suy nghĩ nhiều mấy hôm thôi là người ta bị viêm dạ dày. Nha. Vì nó liên quan trực tiếp đến quá trình bài tiết axit. Cả nhà hiểu điều này không? Cả nhà hiểu và nhấn chữ ok. Chứ có cái quá gì đâu, đúng không? Tự nhiên mình nghĩ bất ổn mấy hôm thì lúc nó tiết ra axit thì nó chả tiết, đúng không ạ? Đâm vào dạ dày, thức ăn nó cứng quá, nó khó tiêu, nó đâm vào dạ dày. Năm lúc nó không gần tiết, không có thức ăn thì nó lại tiết. Cả nhà hiểu này không ạ? Nên là đừng để stress, đúng không ạ? Và yếu tố là vi khuẩn HP, đúng không ạ? Từ đó nha, từ đó là cái gì ạ? Cái ở dịch vị axit ha, trong đó có pepsin, có HP và axit chloric, nó gì bắt đầu tăng lên. Từ đó chúng ta nhớ nha, chúng ta có một cái lớp chất nhầy và trong đó có HCO3 và cái lớp liêm mạc dạ dày, nó bảo vệ trước axit chloric, nó bảo vệ trước yếu tố tấn công, nó bảo vệ trước vi khuẩn HP nha. Vậy là ta phải cố gắng giữ cái lớp chất nhầy này, ta giữ cái HCO3, ta giữ cái lớp liêm mạc dạ dày, nó bền, nó khỏe, nó cứng, lớp chất nhầy đảm bảo. Vậy rượu vào nó làm trọt hết lớp chất nhầy luôn. Ăn đồ ăn quá lỏng, ăn đồ ăn quá cứng, nó sẽ làm mất cái lớp chất nhầy đó. Như kiểu là ta làm khô ly nước cả nhà nha. Lên cái lớp chất nhầy và lớp liêm mạc dạ dày, nó hoàn toàn nó chịu đựng được với cái axit quá khó chịu của dạ dày. Nhưng những cái lối sống, cái yếu tố tác động từ rượu, bia, thuốc lá, stress, đúng không ạ? Vi khuẩn rồi độc tố rồi thuốc tây, đúng không ạ? Nó làm trợt lớp niêm mạc, nó gây ra màu mòn đi lớp chất nhầy. Và chúng ta chỉ cần uống vài viên thuốc tây thôi là chúng ta có thể là làm mất hết lớp chất nhầy, lớp bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta, đúng không ạ? Và từ đó nó làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày. Và nên dạ dày thì ta không nên ăn cái gì đây ha, giải pháp thì kinh nghiệm của Thành, cả nhà có thể ghi ha, đồ ăn cay nóng, đó, cay là một, nóng là hai, đồ ăn chiên xào rán là ba, đồ ăn khó tiêu là bốn, đồ ăn sống này, đúng không, đồ ăn nào cứng là mình không ăn nha. Trái cây có quá nhiều axit, đúng không ạ, chanh này, đúng không ạ, những cái thực phẩm lên men như cà, dưa, muối là ta không nên ăn, đúng không? Rồi nước ngọt, rượu, bia, thức ăn quá nhiều dầu mỡ trên xào rán, thức ăn khó tiêu là chúng ta không nên ăn ha, hoặc là ta phải ăn hạn chế hoặc là có thể cấm tiệt trong giai đoạn 1 đến 3 tháng đầu tiên điều trị dạ dày. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đầu tiên chúng ta nhớ này,
ăn đúng giờ. Còn nếu không ăn đúng giờ được thì buộc phải uống nước hoặc là ăn nhẹ cái gì đó. Ví dụ mọi ngày mình ăn 11 rưỡi thì hôm nay mà 12 giờ hoặc 13 giờ mình mới ăn. Thì lúc đấy là dạ dày ta nó sẽ một cái cơ chế là ta sẽ tiết ra tầm 30-40% lượng axit dạ dày rồi. Đúng không ạ? Thì lúc đó mình phải uống nước vào để cho nó trung hòa xíu đi nha, nếu không có cái gì hết, được không bạn nha. Số 2. Nếu đang bị đau dạ dày thì ăn 2/3 dạ dày thôi. Ăn no cái dừng ngay. Và có một cái rất là chết dở là khi anh chị ăn mà anh chị xem điện thoại, anh chị ăn mà anh chị nghĩ chuyện khác, thì cái dạ dày và cái phản ứng của lão bộ nó không biết anh chị ăn. Và khi anh chị no là anh chị đã rất là lo. Nó vừa không đủ dịch vị dạ dày tiêu hóa, nó vừa làm cho cái lớp nhu động và cái lớp niêm mạc dạ dày ấy, các cơ dạ dày co bóp rất là mệt và từ đó rất là dễ, nên là những người nào mà vừa ăn vừa điện thoại một thời gian là rất dễ đau dạ dày và viêm dạ dày nha. Nên là mình phải bảo họ là, và ngoài ra anh chị vừa ăn chậm nhai kỹ, vừa ăn vừa thôi được nha, no phát là dừng luôn đó nha, anh chị còn giảm cân được nữa cơ nha, và hấp thu nó tốt nữa cơ, nhớ nha, được không ạ? Ăn thật chậm, nhai thật kỹ để cho loại bỏ độc tố là một, để cho cái thức ăn thấm dạ dày, thấm cái dịch vị từ miệng là hai, và để cho nó đỡ gì ạ, răng mình nhai được thì nó đỡ làm mệt cái dạ dày là ba. Nên còn ăn nhanh, đúng không ạ, ăn không có tập trung, ăn no quá, ăn không đúng giờ thì không thể chữa được bệnh viêm dạ dày. Ok chưa? Ăn đồ ăn mềm ha, gân này rồi xương sụn, những cái gì cứng quá là đừng ăn nha. Uống đủ nước, đúng không ạ? Nhất là nếu ta có uống nước ion kiềm, uống trước ăn tiếng ha, ta có thể uống kiềm mà 2 tầm 8.5-9 là ok. Ăn nhiều rau, đúng không ạ? Không dùng chất kích thích rượu bia, ngủ đúng giờ, hạn chế chiên xào rán, không được bực tức stress. Ok chưa cả nhà? Nếu người ta bị vấn đề về trào ngược, Thành sẽ bổ sung ngày 1 gói enzyme và 3 gói men vi sinh trước trong tuần đầu tiên, đúng không ạ? Nó sẽ vừa hỗ trợ lớp niêm mạc dạ dày, vừa hỗ trợ cái tụy, cái dịch mật và cái cơ chế tiết ra axit nó ok, đúng không ạ? Ngoài ra bắt họ giảm cân, tập thể dục, kết hợp với chúng ta có cái tảo xoắn, thì tảo xoắn này nó rất là nhiều dưỡng chất, ngoài ra nó cũng kiềm hóa được, nó cũng một phần ngăn cái tính trào ngược. Và nếu có điều kiện, nếu viêm vừa thì chúng ta có thể là 4 viên trương chi. Còn nếu đang viêm rất nặng, anh chị có thể cho 6 viên trương chi một ngày nha, lẫm ngưu trương chi, đúng không ạ? Còn nếu viêm nặng nữa thì anh chị có thể dùng keo ong xanh Brazil để anh chị có thể uống. Thì với những người mà viêm, những người mà nuét, những người mà trào ngược, thì kinh nghiệm của Thành nếu mà hợp nha và hấp thụ tốt thì sau tầm 3 ngày đến 1 tuần thôi là bắt đầu đỡ trào ngược, đỡ đau, đỡ viêm. Sau đó tháng thứ 3, tháng thứ 4, anh chị bổ sung cho Thành thêm hoặc là thay thế một vài sản phẩm này bằng sản phẩm 2Q180, đó là bổ lão. Bổ lão để làm gì? Vì những người bị trào ngược, bị viêm nâu cả nhà nhé, thì cái cơ chế tiết ra axit của cái não bộ nó không còn chuẩn hóa nữa, thì dùng cái 2Q180 để sửa. Sau đó Thành có thể cho uống cái sản phẩm tỏi đen hoặc là canxi để cho các cơ, đúng không ạ? Cái cơ và cái van của cái tâm vị ấy nó hoạt động khỏe lại. Kết hợp với mình mới gì? Tập bụng. Đâu, mình tập bụng. Được cả nhà, mình tập bụng để cho cái cơ và cái van tâm vị nó khỏe lại. Là mình đóng được cái van tâm vị. Trước tiên là cái lớp niêm mạc ok, cái dịch vị tiết ra ok, đúng không ạ? Không có thừa axit mình ăn đúng rồi. Sau đó mình cho cái van cộng với các cơ nó khỏe lại. Thì thường thường là Thành sẽ uống enzyme với lợi khuẩn với ngưu trương chi là ba cái này trước, được không ạ? Sau khi lợi khuẩn enzyme cũng ok rồi thì Thành uống trương chi với táo. Sau khi Thành dùng trương chi, Thành thay bằng keo ong xanh. Sau khi Thành dừng cái đó rồi, Thành uống thêm tỏi đen. Sau đó Thành uống cái 2Q180. Sau có cái nào nhớ này, không phải là độc ung thư đâu, mà hầu như một bệnh là nó tập hợp của rất là nhiều bệnh cả nhà ha. Nên là mình hiểu cái cơ chế nó thì mình xử lý nó rất là đơn giản thôi. Nên là đôi khi anh chị cứ uống một loại thực phẩm chức năng thôi mà anh chị cứ nghĩ là nó khỏi được, không có phải đâu. Anh chị phải biết kết hợp đa mô thức, từ ăn uống, từ vận động, từ thói quen, được không? Nhớ, ăn xong không có được đứng dậy ngay, ăn xong phải nghỉ ngơi từ 15-30 phút, được không ạ? Buộc nếu phải nằm thì anh chị phải nằm nghiêng ra cái gì, nghiêng ra cái ghế một xíu ha. Còn sau đó bắt buộc phải ngủ thì phải nằm nghiêng về bên trái,
nghiêng về bên trái để cho cái trào ngược dạ dày, cái dịch vị này này nó đỡ ngược lại để nó đỡ trào ra. Và với những người bị đau dạ dày, bị trào ngược thì trước khi đi ngủ 1 tiếng nha, uống tầm 100ml thôi, chứ đừng có nghe người ta là mình đang bị trào ngược, mình đang bị viêm dạ dày mà trước khi đi ngủ uống cốc nước để phòng ngừa tai biến đột quỵ, thì nó sẽ gia tăng cái nguy cơ trào ngược lên thực quản cao hơn, được không? Nên là ăn thì ăn chậm, nhai kỹ, ăn xong nghỉ ngơi. Nếu đang viêm dạ dày nặng thì kinh nghiệm của Thành, một ngày có thể ăn 1 đến 2 bữa cháo trong một tuần đầu tiên trong quá trình điều trị. Có thể là ăn cháo đậu xanh này, ăn cháo hạt sen này, pha tí thịt và xíu này này, để cho gì? Để cho cái lớp niêm mạc ấy nó đỡ bị trọt, nó đỡ bị viêm hơn, nó đỡ bị mệt hơn nha. Nếu đang viêm nặng ấy nha. Còn nếu mà đang loét rồi á, mà đang thống rồi nha, thì buộc phải ăn cháo